chưa? Chán rồi. 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 Chán rồi.
sao chơi lại về mà. Trời ơi, đây, cô chú thấy chay không? Có ai cô chay cũng chạy tới hết. Trời ơi. Là bữa nay là mặc hai bộ đồ áo dài à? Mới vừa thổi xong bánh kem sinh nhật đó cô chú. Bánh kem được bé này tên gì em quên chị? Suzy. Đó, Suzy đó. Hai chị em đang mặc bộ đồ áo dài nè, đứng ăn bánh kem đó. Nói chung là giờ này mới có 10 giờ đêm mà. Áo dài với bánh kem mà. Bá đạo lắm. Chơi về Việt Nam chơi kèm, chơi toàn giờ giờ đọc không à. 10 giờ đêm mặc áo dài ăn bánh kem, chơi toàn đời đọc đĩa không à. Giờ chết cái đồ luôn. Ngon không? Ngon không? JD, what color is this? White. White, good job. Trời, bà Quanh nãy mua đôi giày đẹp quá. Cắt bánh kem chưa? Anh mua giày, đôi giày thoải mái, mang thoải mái. Đây, đây, đây. Đây để cho nó ăn cái này nha, thay nha. Trời ơi, giờ quên cái quần áo nó dưới phòng mà ba thì nãy vừa quên lấy chìa khóa nữa. Anh bố mình karaoke nè. Hả? Kêu đem về. Ủa mẹ, nè. Đi xuống để tân được mà. Xuống để tân cho chị mượn cái xe cua. Về. Lúc bác, cho bác. Cái gì à? Ăn chuối không? Mẹ, chú Việt Nam không khác chú Mỹ. Chú Việt Nam ăn khác chú Mỹ. Ăn vô thấy khác liền không? Ừ, giống vậy đó, mà ăn khác, ăn vị khác liền ngay lập tức. Đúng là cái nước nào trồng sao đó, ta ăn giống vậy ha. Khí hậu thời tiết. Vậy à? Gì à? Bóng quạt hay hả? Bóng quạt hay quá, tao ngoại hôm qua khen đấy. Trời ơi, hôm qua tao ngoại không biết đường bấm mà hôm nay chơi vô chơi bấm. Chơi bấm cho ông ngoại mát à. Chơi bây giờ làm bây giờ. Chuẩn bị lên đường đi sân bay về lại Sài Gòn của chú ơi. Ừ. Mà con đi chơi vui không? Vui hả?
cây này đi ra sướng quá trời sướng luôn, gặp cô chú tặng quà, tặng quà quá trời luôn. Wow, wow, chị nói đây cô chú đã tặng quà con cây. Wow. Cô chú ông bà thấy chuyến hành trình của chị về Sài Gòn hấp dẫn không? Vì tự nhiên chú xuống ghế đây chị. Nào. Đố cô chú con trai đang làm gì? Tôi nói giờ đi ra trang điểm mới cắp xương xương. Đứng trước kiến. Ừ, ớn ăn. Ai chị? Cái này là ai chị? Ừ. Bây giờ mày đặt tô son trét phấn. Đừng có tô son trét phấn lên mặt tôi nghe chị. Trời sướng quá trời, đi ra Hà Nội cô chú yêu thương quá trời luôn. Chuẩn bị cô chú ông bà Sài Gòn chào đón chay nha. Cô chú ở Sài Gòn ngày 11 tháng 11 vào lúc 7 giờ tối trên đường ở gì, trên đường gì à, ở phố đi bộ. Trời ơi phố đi bộ mà mới nói chật. Cuối tuần á mới đông chứ còn mà thứ hai là không có đông. Nên là cô chú yêu thương chay với lại gia đình, hẹn gặp cô chú, God bless you, vào ngày 11 tháng 11. Trời ơi con mặt quá kìa, vào 7 giờ tối trên phố đi bộ nha cô chú nha. Bảy tầm bạ không? Bảy ba bơi gì chứ. Chay đang chơi với em Hợi nè cô chú nè, bé Hùng, chay đang dẫn bé Hùng đi chơi. Chay cuối cùng đó, chay đã cuối cùng đó tìm được bé Hùng rồi cô chú ơi. Vô lấy xe lấy con gấu con tha đi vô. Chay về Việt Nam bây giờ cũng làm giang hồ luôn rồi cô chú ơi. Quá giang hồ rồi. Bé Hùng ra, bé Hùng. Hùng Hùng. Chay nói đi, chay nói bé Hùng. Nói bé Hùng đây con. Về Việt Nam giờ hư lắm cô chú ơi, muốn cái gì cũng được hết. Trời ơi, cuối cùng suốt một khoảng thời gian dài đi kiếm đã gặp được Hùng Hùng Hồng. Thương không Hùng Hồng mà có nhạc Tư Bắc Giới để mới giữ. Trời ơi, đây chung mấy Hùng cái màu chung với lại cái màu đầm của chay luôn. Ờ làm gì vậy? Làm gì vậy? Ờ. Hai kỳ quá à. Rồi, sống luôn. Rồi. Broken. Rồi, hư rồi. Hư rồi. Rồi. Sống luôn. Hư luôn. Say sorry. Đúng rồi. Rồi, hư của chú rồi. Nó là tay con. Tay con. Ê, đừng có đẩy. em nhéo con hả? Ừ, ai mượn con đẩy em chi? Ai mượn con đẩy ba ly chi? Giờ hai đứa này, giờ hai đứa này nghỉ nha, nghỉ nha. Trả cho chị. Trả chú nè, xin cầm trả chú đi. Cầm trả chú mà. Ai mượn? Heo đi ngủ rồi con. Heo nãy giờ chạy mệt đi ngủ. Dạ. V-N-7-2-1-1 Thôi đừng đi vô đây phá cho chụp cái chai. Đây bán cho bán chocolate không ạ? Chúng có chuyện đây đó. Ứng bỏ thiệt kia chứ. Thôi. One. Nhô.